Thưa quý vị, hôm nay ngày 20 tháng 11, kỷ niệm 42 năm ngày nhà giáo Việt Nam, ngày mà chúng ta cùng tôn vinh những người thầy, người cô đang hàng ngày hàng giờ âm thầm cống hiến cho sự nghiệp giáo dục. Những người đã không quản ngại khó khăn, tiếp tục hành trình của sự nghiệp chồng người. Và hôm nay cũng là ngày mà nhiều thế hệ học trò bày tỏ lòng thành kính tôn sư trọng đạo với những người đã dìu dắt mình trưởng thành. Vâng và có rất nhiều cách để tri ân thầy cô trong dịp này. Nhưng cách mà cô trò của trường tiểu học số 2, thị trấn Phong Hải, huyện Bảo Thắng của tỉnh Lào Cai đã làm cho nhau thì khiến cho không ít người cảm thấy xúc động. Vâng thưa quý vị, một video ghi lại hình ảnh học sinh tặng quà 20 tháng 11 cho cô giáo gây chú ý trên mạng xã hội, thu hút hàng ngàn bình luận và những lượt chia sẻ. Và đó là món quà gì? Mời quý vị hãy cùng theo dõi. Theo đó, một video được cô Kim Hồng, 46 tuổi, giáo viên điểm trường Xín Trải, trường phổ thông dân tộc Bán Chú, tiểu học số 2, thị trấn Phòng Hải, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai chia sẻ, đã nhận về gần 16 triệu lượt xem trên tiktok cá nhân sau 4 ngày đăng tải. Trong video, có em tặng hai con cua rồi chúc cô bỏ nhanh như con cua. Một em tặng gạo và chúc cho cô ăn cơm để lớn hơn. Các em khác mang theo gừng, mía, hòa giải, hay quần áo mà mẹ không mặc đến để chúc cô giáo sinh đẹp cô giáo cũng trò chuyện vui vẻ rồi cảm ơn từng em. Đa số mọi người bày tỏ sự yêu mến, sự hồn nhiên và giản dị của cô trò vùng cao. Cô Hồng cho biết đã công tác ở vùng cao 26 năm, gắn bó với điểm trường xín trải 2 năm nay. Nữ giáo viên kể thường chia sẻ những đoạn video vui vẻ của học trò lên mạng xã hội. Nhưng bất ngờ khi lần này được rất nhiều người yêu thích. Điểm trường của cô Hồng có 2 lớp với 28 học sinh. Riêng lớp 2 do cô phụ trách có 16 Cổ em, nhá, đều là người dân tộc Mông nhá. thuộc hộ nghèo. Sau khi đăng video, nhiều người đã liên hệ đến điểm trường gửi bánh kẹo đồ dùng học, học bà tập bà cho các bạn nhỏ. Em, Vừa qua trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh tem dán trên ly nước của thương hiệu Cattinat có phần nội dung không phù hợp. Cụ thể thì thay vì nói là giảm đá thì nhân viên của thương hiệu Cattinat lại chú thích là giảm an tây để bắt chen theo vụ việc một người mẫu đang bị tạm giam điều tra liên quan tới sử dụng ma túy. Cụ thể, trên ly trà sữa trông trông của khách hàng, nhân viên thay vì chú thích giảm đường giảm đá thì lại ghi dòng chữ là giảm đường giảm an tây. Theo đó, cụm từ giảm an tây này có liên quan tới vụ việc người mẫu an tây bị công an thành phố Hồ Chí Minh khởi tố bắt tạm giam để điều tra vì liên quan tới việc sử dụng ma túy. Ngay sau khi hình ảnh được khách hàng đăng tải, nhãn hàng đã vấp phải luồng ý kiến trái chiều và phẫn nộ bởi hành động bắt chen thiếu chuẩn mực này. Trước sự việc trên, công ty cổ phần cà phê Catinat đã thừa nhận sai sót trong vụ việc và đồng thời khẳng định đây là hành động bắt bộc phát mang tính đùa cợt của cá nhân một nhân viên vi phạm nghiêm trọng quy định về tiêu chuẩn phục vụ và phương châm kinh doanh của thương hiệu. Và được biết là ngay trong hôm nay, thương hiệu Catinat đã sa thải nhân viên vi phạm và kỷ luật quản lý của nhà hàng theo hình thức cảnh cáo. Và cùng với đó thì cũng đã đưa ra lời xin lỗi giải thích với khách hàng và giả soát lại toàn bộ việc tuân thủ quy trình vận hành và chuẩn mực thương hiệu trên toàn hệ thống. Thưa quý vị, sau hơn 3 tuần chinh chiến tại Miss Universe 2024, Hoa hậu Kỳ Duyên đã đáp chuyến bay trở về nước vào sáng ngày 20 tháng ngày 1. Rất nhiều người hâm mộ đã có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh để chào đón cô. Bên cạnh đó thì nhiều người còn bất ngờ tổ chức sinh nhật muộn cho Kỳ Duyên ở sân bay. Người này sinh năm 1996 cũng đã có chia sẻ chính thức về hành trình vừa qua ở Mexico xung quanh những lời bàn tán và áp lực từ dư luận đối với cô. Theo đó, Kỳ Duyên cảm ơn sự ủng hộ và kỳ vọng của rất nhiều khán giả dành cho mình. Xong đi kèm với đó thì cũng có rất nhiều áp lực làm sao để gặt hái được kết quả tốt nhất để đáp niềm tin của khán giả nước nhà. Miss Universe Việt Nam cho biết của thi năm nay có nhiều thí sinh mạnh và ai cũng quyết tâm cho thành tích cao nhất, thế nên việc có mặt trong top 30 cũng đã là một dấu ấn đối với cô. Kỳ Duyên cho biết để có vài phút ngắn ngủi trên sân khấu thì các thí sinh trải qua hành trình 20 ngày ở Miss Universe rất khắc nghiệt và khó khăn. Mọi người đều cố chỉn chu hết sức có thể với khả năng của mình, bởi họ không chỉ đi thi cho bản thân mà là đại diện cho quốc gia. Với những người đại diện thi sắc đẹp, sẽ có người thích và người không thích có lời khen cũng có lời chê, thế nhưng cá nhân cô luôn tỉnh táo để chọn lọc những góp ý của dư luận. Thưa quý vị và các bạn, suốt hai ngày qua, người dân ở khắp mọi nơi đều ngóng chờ tin tức vụ năm học sinh mất tích khi ra bãi sông Hồng ở Phú Thọ chơi vào chiều 18 tháng 11. Người thân của các em đã có mặt tại gần hiện trường từ rất sớm để cầu mong một phép màu sẽ đến. Tuy nhiên đã có đã không có những cái may mắn và điều kỳ diệu nào xảy ra. Các cụ thể, theo thông tin từ chính quyền địa phương, đến sáng nay 20 tháng 11, các lực lượng chức năng của tỉnh Phú Thọ đã phát hiện và tìm thấy 3 em còn lại trong vụ 5 em học sinh lớp 8 đuối nước và mất tích tại xã Hiền Quan, huyện Tam Nông. Một bé trai được tìm thấy cách hiện trường 6,5 km, hai nạn nhân còn lại được phát hiện tại phường Ninh Nông, thành phố Việt Trì. Hiện các lực lượng tiến hành khám nghiệm tử thi, đồng thời phối hợp cùng với gia đình nhận dạng thi thể, Trước đó, vào tối 18 tháng 11 và chiều 19 tháng 11, lực lượng chức năng tỉnh Phú Thọ đã tìm được hai thi thể nạn nhân trong vụ năm học sinh đuối nước ở xã Hiền Quan. Theo chính quyền địa phương, do được nghỉ học nên khoảng 15 giờ chiều 18 tháng 11, 10 em học sinh ở xã Hiền Quan rủ nhau đến khu vực bãi bồi sông Hồng đoạn qua xã Hiền Quan để chơi. Sau đó có 6 học sinh xuống tắm sông, một em bơi được vào bờ, còn 5 học sinh lớp 8 mất tích nghi bị đuối nước. Cũng liên quan tới vụ việc này, trước đó, ngay khi nhận được tin báo, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Phú Thọ đã khẩn trương huy động cán bộ chiến sĩ bộ đội thường trực của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Ban Chỉ huy quân sự thị xã Phú Thọ, Ban Chỉ huy quân sự huyện Lâm Thao, Tam Nông và lực lượng dân quân tự vệ của các địa phương, cùng với 4 xuồng máy, 2 xe ô tô tải nhanh chóng để tìm kiếm các nạn nhân. Và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Thọ cũng đã duy trì lực lượng thường trực dân quân tự vệ, xuống máy, túc trực thường xuyên để phối hợp với các lực lượng chức năng, tham gia công tác tìm kiếm được triển khai khẩn trương nhất và sớm tìm lại được các em. Thưa quý vị, vào sáng 20 tháng 11, mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh nhóm thanh thiếu niên không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe máy đi dàn hàng ngang trên đường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Nội. Và đáng chú ý là nhóm này mặc quần áo đồng phục học sinh, cầm theo cờ có biểu tượng của một trường trung học phổ thông trên địa bàn. Vâng, và trước thực trạng mất an toàn giao thông, lực lượng chức năng đang khẩn trương xác minh, làm rõ nhóm thanh thiếu niên nói trên. Cụ thể, ngay sau khi nhận được thông tin, Ban Chỉ huy Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội đã giao đơn vị trên địa bàn khẩn trương xác minh, làm rõ hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông của nhóm học sinh này đại diện đội cảnh sát giao thông số 7 thông tin, đơn vị đã vào cuộc khẩn trương xác minh xử lý nghiêm theo quy định. Còn theo phòng cảnh sát giao thông Hà Nội, thời gian vừa qua, một số các nhóm thanh thiếu niên thường xuyên tụ tập điều khiển xe máy đi thành đoàn, lạng lách đánh võng trên các tuyến phố gây mất an toàn giao thông. Lực lượng cảnh sát giao thông thể sẽ tăng cường các biện pháp tuần tra, xử lý giải quyết triệt đề để nhằm đảm bảo an ninh trật tự, đồng thời tăng cường đẩy mạnh việc tuyên truyền an toàn giao thông cho các em học sinh nhằm phòng ngừa từ sớm, từ xa, giúp các em và gia đình thấy được mối nguy hại để có các biện pháp giáo dục. Thưa quý vị, chỉ tính riêng từ ngày 15 tháng 10 đến ngày 14 tháng 11, các đơn vị chức năng của Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố Hà Nội đã xử lý 4.366 trường hợp, phạt tiền hơn 2 tỷ đồng, tạm giữ 2.210 phương tiện. Các hành vi vi phạm chủ yếu bao gồm chở quá người, giao xe hoặc để cho người không đủ điều kiện điều khiển, không chấp hành hiệu lệnh đèn trong đó thì hàng trăm các trường hợp chưa đủ tuổi điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, gần 4.000 trường hợp vi phạm quy định về đội mũ bảo hiểm. Và bên cạnh đó, thì 15 tổ công tác 141 cũng đã bắt giữ và giao 40 phương tiện, 42 đối tượng trong độ tuổi học sinh, điều khiển xe chạy độ cao, lạng lách, rú ga, nẹt bô, không sử dụng biển kiểm soát, không đội mũ bảo hiểm, xe không rõ nguồn gốc, bàn giao cho công an các phường xác minh và làm rõ, xử lý theo quy định. Từ lâu, việc cấm dạy thêm, học thêm đã trở thành vấn đề nóng hổi của dư luận, nhận được sự quan tâm đặc biệt của phụ huynh. Việc tổ chức dạy thêm, học thêm đã vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. Người thì cho rằng sẽ tốt cho các học sinh, người thì coi đây là hệ lụy tiêu cực. Và liên quan tới câu chuyện này, thì Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho biết Bộ Giáo dục và Đào tạo đang chủ trương không cấm việc dạy thêm. Cụ thể, Bộ trưởng cho biết Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trương không cấm việc dạy thêm, nhưng cấm những hành vi dạy thêm vi phạm đạo đức của nhà giáo, cũng như vi phạm những nguyên tắc về chuyên môn. Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn nêu quá trình thảo luận một số đại biểu cho rằng vì nhà giáo khó khăn nên phải làm luật này. Tuy nhiên, ông giải thích khó khăn của nhà giáo chỉ là một phần của lý do, còn lý do chính yếu để làm luật này nhằm phát triển đối ngũ nhà giáo. Trước đó, thảo luận về nội dung này có đại biểu Đoàn Ninh Thuận cho rằng dạy thêm là nhu cầu có thực của giáo viên và học thêm cũng là nhu cầu có thực của học sinh, nhất là ở đô thị, vùng có điều kiện kinh tế phát triển. Đại biểu Đỗ Huy Khánh đoàn Đồng Nai cho biết đang có hai quan điểm về vấn đề dạy thêm. Cụ thể có ý kiến cho rằng nên xác định dạy thêm là ngành nghề kinh doanh có điều kiện, nhưng ý kiến khác thì lại đề nghị nên cấm dạy thêm học thêm. Đại biểu đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo sau khi luật nhà giáo được thông qua cần phối hợp với các bộ nhất là bộ kế hoạch và đầu tư ban hành thông tư hướng dẫn xem xét thấu đáo việc này